vẫn là những ổ bánh mì đầy thịt được gửi tận tay người mua. Tuy nhiên, trong những ngày đặc biệt này, lời lãi mà các chủ tiệm bánh mì nhận được không phải là tiền mà đơn giản chỉ là những lời cảm ơn. Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Lê Ngọc Thanh Mai cùng bạn Lê Ngọc Quyên và gia đình chị Trần Tùng Phương Kiều đã phối hợp với nhau tự làm những ổ bánh mì đầy thịt và phát miễn phí cho những người đang gặp khó khăn trên địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Những người đến nhận bánh mì đa phần là công nhân, người lao động nghèo và cả những người đang thất nghiệp. Có người đến nhận rồi tế nhị xin thêm một phần mang về cho người thân. Ban đầu nhóm dự định chỉ phát vài chục ổ cho mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về nhu cầu của người dân, nhóm quyết định phát từ 200 đến 300 ổ bánh mì mỗi buổi sáng. Kinh phí để thực hiện hoạt động phát bánh mì miễn phí xuất phát từ nguồn quỹ mà chị Mai và chị Quyên kêu gọi quyên góp được. Quỹ của mình thì cũng đã hoạt động cũng hơn 5 năm nay. Thì đa phần thì tụi mình sẽ đi ủng hộ cho các bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn đang rất là nhiều những hoàn cảnh đang còn gặp khó khăn ở trong cuộc sống đời thường bởi vì do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính vì vậy mà nhóm mình đang rất là trăn trở là làm sao để mình sử dụng cái số tiền quỹ này phù hợp. Cho nên nhóm đã quyết định là sẽ dành toàn bộ số tiền quỹ từ thiện của quý 1 năm 2020 dành cho hoạt động phát bánh mì này. Mình thấy là nhu cầu cũng rất là tăng nhiều tại vì tình hình khó khăn chung, ai cũng gặp khó khăn hết. Từ các cô chú bán vé số, từ những người lao động ở khu vực Linh Xuân Thủ Đức này và ngay cả các công nhân thì họ cũng bị cắt giảm công việc của mình. Cho nên mọi người mới quyết định là mình cố gắng dành thêm một chút sức thời gian nữa để mà mình có thể làm thêm nhiều ổ bánh mì thì buổi sáng của mọi người thì sẽ được ấm lòng hơn. Còn gia đình chị Kiều đã có hơn 8 năm bán bánh mì tại đây. Khi biết nhóm thiện nguyện của chị Mai có ý định phát bánh miễn phí cho người khó khăn, chị đã tạm dừng việc buôn bán của gia đình và hỗ trợ nhóm khâu làm bánh. Từ khi biết gia đình chị Kiều sẽ làm bánh mì phát miễn phí cho người khó khăn, chị cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Khi đi chợ, chị được tặng thêm rau củ, bánh mì để có thêm bánh phát cho nhiều người hơn. Có người còn tặng 1.000 chai nước suối để chị phát kèm với bánh mì. Để có được những ổ bánh mì phát cho người dân, chị Kiều đã thức dậy từ 3 giờ sáng. Dù vậy, chị Kiều cũng chẳng mấy vất vả khi không chỉ có người thân mà bạn bè hàng xóm cũng hỗ trợ vài phần việc. Cái phổi đó, khoa quà từ thiện hôm nay á, nói chung là xuất phát từ tất cả trong nhóm anh chị em. Thì không phải là mình lần này như đã làm nhiều lần lắm rồi, nhưng mà lần này mình có thể làm được nhiều ngày hơn. Tự vì mình nghĩ là bây giờ cái mùa dịch này thì ai cũng có khó khăn hết. Chính bản thân mình cũng khó khăn, nhưng mà mình có cái khó khăn của mình có thể vượt qua được hay không. Còn những người khác khó khăn thì họ sẽ vất vả hơn mình nhiều, tại vì họ còn dân là nhập cư nhiều lắm, họ ở trọ. Có nhiều công ty bây giờ họ phải ngưng hoạt động, mà những người đó thì phải trả tiền con cái học hành, thì chi phí hàng ngày họ cũng phải làm. Mà họ thay hai vợ chồng mà trường học cho nghỉ con thì họ phải một người giữ con, một người thì gửi con ở nhà, thì phải có người giữ, một người đi làm. Bắt buộc là thay hôm nay được người nghỉ này, thay người kia phải nghỉ. Cho nên là họ rất là khó khăn kinh tế trong lúc này. Thì mình bây giờ một ổ bánh mì của mình đó không đáng là bao, nhưng mình sẽ có giúp được cho người họ đỡ được một buổi sáng đó, cho họ được đỡ chi phí thêm một phần nào đó. Có lẽ một ổ bánh mì hay một chai nước suối đối với nhiều người không đáng là bao, nhưng chắc chắn sẽ giúp những người đang gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 no bụng ấm lòng. Cô đi bán cái này mỗi lần á, cô bán một ngày được á, hả 300-400 ngàn. Bây giờ á, một ngày cô đi bán có mấy chục ngàn, cô buồn lắm. Thấy á, dân chúng mà lo cho cô bán đây á, rất là tốt, hàng này kia. Chứ giúp đỡ lẫn nhau, mình đùm bọc với nhau, dù đói dù no gì cũng vậy, mình chia sẻ tấm lòng của người dân. Người ta tài trợ cho mình rất là quý. Tại vì cái dịch này mình mới như vậy, nếu mà qua cái này là mình sẽ làm ăn lại, chứ không có để cái gì mà xảy ra hết. Nhằm hạn chế tập trung đông người, nhóm chia thành nhiều khu vực khác nhau ở góc đường để phát. Nhóm sẽ duy trì phát bánh mì miễn phí mỗi buổi sáng cho đến khi hết quỹ, dự kiến đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, tại địa chỉ số 1, đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.